Khi chưa gặp anh, nàng thích hoàng hôn, thích những buổi chiều tĩnh lặng ngắm nhìn thành phố sau một ngày dài mệt mỏi. Nàng thích đọc sách, thích cảm giác được hít hà những trang sách thơm phức. Nàng thuộc cung nhân mã, vì vậy mà nàng thích được tự do, không ai có thể trói buộc được nàng. Nàng đã trải qua những cuộc hẹn hò, nhưng rồi không đến kết quả cuối cùng. Nàng chỉ buồn chút thôi, vì nàng luôn tự nhủ, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nàng luôn lạc quan, cố gắng để bước về phía trước. Nàng ghét sự khuôn mẫu, nàng ghét phải trở thành một ai đó trong xã hội, nàng ghét phải trở thành một quý cô hoàn hảo, nàng ghét phải trở thành người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng không có nghĩa là nàng là một người nổi loạn. Nàng vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu nàng là chỉ một người phụ nữ yếu đuối. Nàng luôn tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai xứng đáng. Mỗi chúng ta hãy sống trọn cảm xúc ở hiện tại. Ngày anh đến, trời Hà Nội đổ mưa rả rích, nàng gọi cho mình một ly cacao nóng. Trong quán, những khúc hát về mưa được bật lên. Nàng thả hồn mình vào bài hát và hát lúc nào không hay. Anh, chàng trai thích khám phá, anh bước đến gần nàng. Xin lỗi, anh có thể ngồi gần em được không? Nàng khẽ gật đầu, từ hai người xa lạ, hai người trở thành người yêu của nhau. Yêu anh, nàng không còn ngắm thành phố một mình nữa. Thay vào đó, nàng thích được ngồi sau xe của anh băng qua những con đường. Họ thưởng thức những trang sách thơm phức cùng những cốc cà phê sữa nóng. Họ cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu những món ăn ngon vào dịp cuối tuần. Yêu anh, nàng không còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, bởi vì nàng đã có bờ vai vạm vỡ, đôi bàn tay ấm áp của anh. Nàng dần dịu dàng hơn. Em thu hút anh ở điểm gì ở lần gặp đầu tiên? Không biết nữa, có lẽ là ở giọng hát chăng? Anh bật cười, cúi xuống khẽ xoa đầu nàng. Nếu biết giọng hát có thể thu hút anh, thì chắc có lẽ em đã hát sớm hơn rồi. Nàng nhoẻn miệng cười, anh khẽ hôn lên trán nàng. Họ cứ bên nhau bình yên như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh quỳ một chân xuống đất, đưa chiếc nhẫn cầu hôn đến trước mặt nàng. Nàng đứng dậy, hai khóe mi trực trào nước mắt. Nàng không biết phải nói như thế nào với anh nữa. Nàng im lặng, nàng lấy lại bình tĩnh, lau vội nước mắt. Nàng ngập ngừng. Em xin lỗi, nhưng em... Sắc mặt anh thay đổi đột ngột. Anh thở dài, anh im lặng. Nàng ôm anh nhẹ nhàng. Em chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, hãy cho em thêm thời gian. Anh hiểu rồi, chắc anh đã quá vội vàng. Khi còn một mình ở căn phòng trống, nàng băn khoăn với lời cầu hôn của anh. Nàng yêu anh thật nhiều, đủ để có thể xây dựng một gia đình nhỏ với anh. Nhưng một nỗi sợ vô hình luôn đeo bám nàng. Cô bị ám ảnh bởi hai chữ hôn nhân. Cũng chính bởi hai chữ hôn nhân mà tình yêu đổ vỡ. Vậy nên nàng cũng không muốn tình yêu của mình phải kết thúc. Ngày anh đi, anh muốn tạm xa thành phố này một thời gian, đừng lo lắng cho anh. Tin nhắn của anh được gửi đến, nàng đã xem nhưng không nhắn lại, nàng biết có ngăn cản cũng chỉ vậy thôi. Thiếu anh, cuộc sống của nàng vẫn ổn, nàng luôn tạo cho mình cảm giác bận rộn hơn, nàng dành tất cả thời gian của mình vào công việc, nàng lại trở về cuộc sống như trước khi anh đến. Đêm, khi bầu trời chỉ còn màu đen, nàng lê từng bước mệt mỏi về nhà. Hai vai của nàng nặng trĩu. Nàng lại nghĩ về anh, về những kỷ niệm bên nhau. Những mảng ký ức lộn xộn hiện ra trước mắt nàng. Nước mắt nàng khẽ rơi. Nàng bật khóc, nàng bất lực với chính bản thân mình. Nàng hối hận vì đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nàng tự trách bản thân, nhưng chẳng có thể quay ngược thời gian. Có lẽ nàng sẽ quen thôi. Nàng lau nước mắt và bước tiếp. Đà Lạt. Tôi đặt một vé đến Đà Lạt vừa để giải quyết công việc vừa để thư giãn. Đà Lạt chào đón tôi bằng cơn mưa lạnh. Tôi bắt đầu uồng quay của công việc. Tôi bận rộn với những dự án, những hợp đồng và cả những bữa tiệc. Nhưng sau khi những buổi tiệc vui vẻ kết thúc thì tôi lại nhớ em. Ly cà phê đã cạn dần, vị đắng vẫn còn trên môi, mà sao vẫn không thể ngăn nổi nỗi nhớ em. Em, cô gái của nắng, của gió, của tự do. Em mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Tôi yêu em, tình yêu của tôi chưa đủ lớn để em có thể tin tưởng. Hóa ra chỉ có một mình tôi huyễn hoặc về tương lai, về một happy ending. Cô gái à, anh phải làm gì cho em đây? Em không muốn ai trói buộc mình cả. Em cho phép tôi bước vào cuộc đời của em, nhưng em lại không đặt niềm tin vào tôi. Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, tôi gặp Thảo Linh, bạn thân của em. Tôi dò hỏi thông tin về em. Tường Vi ổn không em? Nó không ổn,
Mặc dù nó luôn tỏ ra là mình ổn, nó vẫn rất yêu anh. Tôi im lặng. Có chuyện này em nghĩ anh nên được biết về Tường Vi. Thảo Linh thở dài. Thảo Linh nói tiếp. Em luôn khâm phục sự mạnh mẽ của Tường Vi. Sự mạnh mẽ của nó có thể chống lại cả thế giới. Nhưng ít ai biết về quá khứ đau buồn của nó. Bố mẹ Tường Vi ly hôn khi nó vừa tròn 10 tuổi. Hàng ngày nó luôn chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ nó. Vì vậy, nó luôn bị ám ảnh bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nó luôn vào tình yêu nhưng hôn nhân thì không. Có lẽ câu nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu luôn khắc sâu trong lòng nó. Nó luôn tạo cho mình một vỏ bọc rất lớn để không ai có thể làm tổn thương nó cả. Nếu như anh muốn kết hôn với nó, thì hãy giúp nó vượt qua nỗi sợ này trước đã. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu nỗi đau mà em phải trải qua. Nỗi đau của sự mất mát và chia ly. Nỗi đau đó quá lớn để em phải đề phòng tất cả, kể cả những người yêu thương em nhất. Em cần một người để có thể bảo vệ em, giúp em vượt qua nỗi đau này. Em cần tôi lúc này, vậy mà tôi lại rời xa em. Tôi thu gọn hành lý và tạm biệt Đà Lạt, hẹn gặp Đà Lạt khi có em. Hà Nội, mùi hoa sữa thơm nồng. Anh đi tìm nàng, anh băng qua những góc phố, những hàng cây mà cả hai đã từng đến, những quán cà phê, những rạp chiếu phim và cả những chuyến tàu anh đều không bỏ sót. Trời bắt đầu chuyển mưa, anh trú tạm vào một trạm xe buýt gần đó. Anh ngắm nhìn dòng người hối hả tấp nập ngoài kia mà không khỏi chạnh lòng. Bỗng, chiếc ô của cô gái rơi xuống. Anh vội cúi nhặt lên cho nàng. Anh nhìn thấy đôi giày quen thuộc của cô gái mà không khỏi bồi hồi. Cuối cùng, anh cũng đã tìm được nàng. Tường Vi. Khi gặp lại anh, nàng tự cho phép mình quên đi quá khứ đau buồn kia. Tường Vi, Thảo Linh đã kể hết cho anh nghe rồi. Không sao đâu em, hãy cho nhau cơ hội em nhé. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán nàng. Bạn vừa lắng nghe bài viết được gửi đến từ tác giả Sương Rồng Đá. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Radio Tình Yêu được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Bạch Dương. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Doc Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.